Cái gì hay dừng lại đúng không? Đấy, đây có cái đèn lồng rồi thì bây giờ ra qua cái chỗ hải sản khác này không to. Nhỉ? Ở đây nó vi vít hả? Ờ. Theo như nó.
cảm giác này thôi. Bây giờ chỉ cần đi chậm hơn đôi kia là được đúng không anh? À, chậm đi. Đúng rồi. Để người ta đi trước. Đấy, thấy không? Ta đi cầm đi trước thì nó sẽ hay hơn. Wow. Khoảng mà gặp cái đội nào mà đi chậm ấy thì mình đi xung quanh ấy. À. Sau rồi mình đi tiếp. Yeah.
quay nốt. Chỗ này nó vẫn đông đúc cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà giờ này hơi vắng thật. Cái này mà muốn quay thì khả năng phải đi đêm à? Tối đêm à? Tầm 10 giờ. Đấy bảo đi hơi sớm mà. Chỗ này có cái đèn lồng xinh quá. Cờ Việt Nam rồi.